Hello, welcome back to my channel. Start the go. Subway survey. Ok, và tựa game thứ hai, Poppy, Moppy. Let's go. Let's go. Hi, my name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we played this little tape on loop whenever we closed the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Let's go. Một búp phim. Nguồn điện nó có và bây giờ thì mình sẽ đi đến chỗ bên này. Let's go. Wave 2. Ok. Không có đây. Mình sẽ lên trên này ngắm xem như thế nào. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse and orphanage shop. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't buy stupid army boxes. Rich. Wow. You're right. For the orphans. I just wish there was less boxes. Ở đây kia có nguồn điện thì các bạn sẽ lấy được cánh tay bên phải, đó là cánh tay màu đỏ. Ok, let's go. Ở đây thì các bạn sẽ tiến sâu bên trong. Wow, một căn hầm, như là một căn hầm khá là tối luôn. Bên trong không biết có gì không. Tiếp tục tiến thẳng vào bên trong. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? That's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting off track. Đã chuẩn bị lắp ráp. Ở đây thì chiếc máy này sẽ lắp ráp thành một con thú bông, đó là một con gấu, một con hổ, một chú hổ con. Ok, tiếp tục lắp ráp là vài đoạn cuối nào. Make a friend. Rồi ok. Sau đó thì các bạn sẽ đặt con gấu vào đây. Đặt con gấu bông vào đây. Bốp pin. Chạy thôi. Wow, wow, wow. Mình có chạy kịp được không? Chuyển thật nhanh. Oh my gosh. Ok. Bây giờ mình sẽ phải tiêu diệt Bobby. Ông ta đã bị tiêu diệt. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, these events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... So vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Ice Scream 1. Các bạn sẽ lấy tất cả là 2 món đồ. Đây mình sẽ sang món đồ rồi. Totally. Rồi, và mình sẽ chui vào cống này để lấy đầy bình sau. Ở tập game này thì các bạn sẽ phải cứu thoát một cậu bé chàng trai và chơi cùng các bạn. Ông Ice Cream, ông ta bắt cóc, ông ta rút vào trong lồng trên xe ô tô. Các bạn sẽ phải tìm cách để lấy chiếc chìa khóa, sau đó thì mở cũ để cứu thoát cậu bé này ra. Okay, let's go. on something. Vâng, trước mắt này sẽ cho cậu ta đôi đã. Và lên chiếc xe cầu này. Ở trong này thì các bạn sẽ phải kiếm một chiếc chìa khóa trong một chiếc áo. Vào đây luôn. Ok, let's go. Totally. Tiếng bước chân của ông ta khá là gần. Oh my gosh. Ok, và tựa game thứ tư, Zombie Tsunami. game thứ 6, Tank Heores. Okay, into Zaria. Lần này không biết mình sẽ chạy được bao nhiêu mét đâu. Càng về sau thì zombie càng không. Mình sẽ cố gắng ăn cái này. Còn hòn viện trợ. Một khẩu súng chứa 18 viên đạn. Wow. Ok. Rồi, tựa game cuối cùng. right now. Stop it right now. Oh my gosh. Wow. Wow. Ok, và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.